nên anh chắc có mắc khăn bên anh có khăn yếu chứ bật to nhưng xong là bà rộng nên tập áo khăn yếu mà tôi xin á được chăm tôi xin lấy thiếp chung với nhà ca phở công đồng rơi khám ái để thua ca phở công biết xong nát bông ổn cho bị ca được bao nhiêu tuần được chứ nhà hỏi xong theo biết thì rồi nó được đi ấy tôi xin nát đớt đau bệnh Thank you.
Thank you.